Nhanh lên em ơi, nó vẫn trong phòng. Anh check camera vẫn trong phòng. À khoan, từ từ. Cứ vào đi, cứ vào. Ui, nó vẫn trong phòng. Nó vẫn, từ từ. Lâm đây, chờ. Tao đây, Lâm đây. Đây. Nó vẫn là trong phòng em ạ. Chờ nó ra của anh em mình ra úp nhá. Anh check camera. Nó vẫn ở trong phòng nha. Anh em ơi, mình check camera thấy thằng Đảo ghi nó vào phòng mình rồi, nó đột nhập. Bây giờ mình mới toàn dựng nó ra phát là mình úp sọt luôn. Thả ngáo luôn, thả đúng thằng. Chào nó ra úp luôn nhá, chào nó ra úp luôn. Không thích, bình tĩnh. Lâm. Đứng im. Ra đây. Tổng tiếp ra đây, tổng tiếp. Tổng tiếp ra đây. Thôi bình tĩnh, tỏa đây. Bình tĩnh, tỏa đây. Anh tôi đóng cửa. Hả? Tôi chốt cửa này em ơi. Ô hình như nó vác hai cái mũ bạc của anh ra thì phải, mấy của mày ấy. Đó. Xem cửa sổ có mở không? Xem không? Không anh ơi. Đâu? Qua đấy. Qua đấy. Không nhìn thấy gì nữa chứ. Tao kẹt nhỉ? Đóng rồi. Tao chặn cái gì ấy? Đi đi. Đầu tiên thì vừa cắn vừa phát rồi ạ. Cắn rồi. Từ nhá. Đúng rồi. Vẫn khóa. Thằng này manh động. Hết. Cây đâu hả? Cây. Ok, nó chốt cửa anh em mình nhé. Có gì em phải ấy luôn nhá, chặn nó luôn nhá, không nó chặn. 1, 2, 3. Từ từ, đâu nhỉ? Từ từ em ơi, từ từ. Đâu nhỉ? Đây, không có. Gian trong, bình tĩnh, gian trong. Bây giờ em cũng phải vào trước nhá. Từ từ. Thằng này. Phá. Đâu rồi? Luôn. Trốn tủ không? Không ơi. Hả? Ôi, nó chạy ra ngoài đây. Nó ra ngoài đây. Nó ra ngoài đây. Chết rồi. Chết rồi. Chốt mình rồi à? Hệ. Mở ra. Chạy ra. Mất luôn, nó lấy mất lúc bạc của anh em mình rồi. Rồi giờ nó chết. Sao vừa vào đây không thấy nhỉ? Ủa chết rồi. Nút này của em phải không? Ừ, rồi, nút này mai cuối cùng nút của em. Nút toàn ngơ. Thế nó lấy mất của anh rồi, chắc có thể. Bây giờ ta kiểu gì ra? Em chạy ra cổng rồi. Ê, bắt được. Tôi vừa trốn ở đâu, mình vừa ra nhìn đây có đâu nhỉ? Bây giờ có mỗi cái nốt bạc của em này. Ê, nó lấy mất của anh rồi. Nốt của anh đâu? Thì nó cầm hai cái của Dương vẫn ở đây đúng không? Đây này, hai cái của Dương còn này. Thôi chết rồi. Cái của Dương nó không lấy được em ạ, cái này nó chốt. Ê, cuối cùng này. Anh làm gì để đắc tội nó?
Tắc gì đâu, thằng này anh nghĩ thằng bạn của ông Vương cho ăn. Anh ở quay chưa bắt được tay thôi. Mẹ ở sao ông Vương không có gì. Bây giờ đóng cửa này. Bây giờ sao? Không gọi cho Dương về đi. Gọi cho anh Dương về đi. Dương có đi Sapa còn đâu? Ừ nhờ. Bây giờ chốt thì tay được gì? Thế à, để em gọi cho bạn em lên giải cứu. Gọi bạn nhé, thằng Vương mấy hôm nay anh gọi không nghe cơ. Cày thế nhỉ? Ôi ông ơi. Hả? Cái con cửa nào? À ừ nhỉ, con lấy cửa lách đấy. Khóa đâu? Khóa mày hỏi anh biết là chúng mày ở chứ. Khóa đâu, khóa đâu, bọn em đâu. Khóa cái này là khóa từ ngày xưa rồi, đây còn ghim chắc cái này. Thế thì mở ra được. Ừ. Cuối cùng chủ quan là nó vào trong nhà mình lúc nào cũng biết. Tại vì là cái cửa của mình để là lúc nào cũng để kiểu thoáng thoáng này. Cuối cùng là nó lấy mất cái nút bạc của mình rồi. Toàn Ngơ thì chắc là nó vội quá, nó vất ở kia. Của Dương thì nó chốt bằng cái chốt to nên nó không lấy ra được. Mình nghĩ là nó định lấy cả bốn cái nút bạc. Vất rồi. Hình như vừa lấy nó đội mặt lạ rồi đúng không? Đội mặt lạ. Ôi à, thế nó lấy luôn được cái mặt lạ rồi. Mình thấy cúi vào đây mà. Mình thấy nó vào đây mình chạy lên. Thôi xong. Xong rồi, nó lấy luôn cái mặt lạ vất đây rồi. Sao lại nó biết ở chỗ này nó lục vào đây? Anh không biết. Anh xem camera anh chỉ thấy nó vào phòng, anh gọi mày, anh em mình đang đá bia dưới kia đã phải phóng lên đây rồi. Thôi em gọi cho chị Trang, à gọi cho Trang bảo phóng xuống đây mở hộ cái cửa cái. Nhá. Ui chán thế em ơi. Ôi, đó các bạn ạ, sơ ý quá, cuối cùng là để nó đột nhập vào nhà nó lấy mất cái mặt lạ của nó đi rồi. Và lấy luôn cả hai cái nút bạc đi. À đâu, nút bạc của Toàn Ngơ rồi nó vội quá chắc nó vứt lại ở nhà kia. Còn cái của mình thì nó vác đi rồi, không thấy đâu rồi. Với tìm quanh sân là không thấy nó ném lại rồi. Ê mới chán nhỉ. Đấy thì như các bạn xem mấy cái tập trước của mình cũng biết rồi đấy. Thì mình nhặt được cái mặt lạ của nó. Thế nó lại gửi cho mình một cái móc khóa pop it hooky ấy. Định để trao đổi lại cái mặt lạ nhưng mình không trả. Vẫn ở trong này. Đây. Cái mặt lạ của nó đây. Theo mình nghĩ thì chắc khả năng là mình sẽ không giả lại nó cái này đâu. Tại vì bây giờ giả lại cho nó thì nó lại tìm cách nó tròn đấy, rồi nó làm gì nữa thì mình không biết. Cái này thì đẹp thật đấy, nhưng mà theo mình thì mình sẽ không trả lại nó. Đấy, kệ nó rồi, cất lại vào đây. Đó, cất gọn nó trong tủ này cho chắc. Nhất quyết là mình không trả lại mặt lạ. Thế là cuối cùng là hôm nay là nó rình, thế là nó vào nó lấy luôn cái mặt lạ của nó đi rồi. Phát luôn cả cái nút bạc của mình đi nữa. Chắc là nó định tròn trả thù mình nha. Đấy. Bây giờ là không biết tìm đâu nữa. Để bây giờ mình sẽ thử nhắn tin cho cái Zalo của nó để xem là nó có trả lại nút bạc cho mình không nhé.